thôi à? Đây, chào mọi người nhá. Bây giờ anh em chúng tôi chỉ cần sang bên cái cầu này, cái cầu 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 treo này, gọi là sang bên núi bên kia. Bên đấy thấy mọi người nói là có cái mỏ như kiểu mỏ ngầm ấy, là người ta hay lấy nước ở đấy, người về 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 ăn uống nước kiểu như đun từ dưới sông ngầm lên ấy, gọi là nước sạch ấy. Bây giờ anh em tôi chỉ cần đi qua cây cầu này thôi. Và đây, cây cầu này bắc qua sông, mà hôm nay là trời ở trên khu vực kia này nó mưa, bây giờ nước nó nhất kia lớn. Khung cảnh đấy nó người nhất thì là đẹp. Tôi chào mọi người, anh em tôi quay lại xe rồi để đi sang tiếp tục hành trình thôi.